Tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, hai vợ chồng anh Phạm Văn Lĩnh và chị Phạm Thị Thơm trồng và phát triển 2 hectare cây ba kích. Ngoài công dụng tuyệt vời là cây dược liệu được dùng trong đông y, ngâm rượu da, thì lý do mà hai vợ chồng chọn phát triển giống cây này còn là vì cây ba kích rất dễ sinh trưởng và lớn nhanh. Sau 4 năm trồng, dự kiến sẽ thu hoạch khoảng 60-70 tấn. Thêm vào đó, thời tiết và khí hậu của Hà Giang cũng rất thuận lợi việc cho ra những giống cây khỏe. Hai vợ chồng tôi thì đang phát triển về trồng cây ba kích. Cái hiệu quả kinh tế mang lại của cây ba kích này ấy, thì hiện tại là tôi tính thì chỗ vườn ba kích của tôi là trồng 6 vạn gốc trên 1 hecta. Hiện tại tôi đang trồng 2 hecta thì rơi tầm khoảng 12 vạn gốc. 12 vạn gốc thì sau khi thu hoạch thì nó rơi được tầm vào khoảng 60-70 tấn. 60-70 tấn thì nếu như mà tính từ cái giá hiện tại bây giờ của nhà máy thu mua ấy, thì nó rơi vào tầm khoảng thu nhập khoảng 6-7 tỷ. Hiện tại thì cái vườn cây ba kích của tôi đã trồng được hơn 3 năm rồi. Thì chỉ còn tầm khoảng gần 1 năm nữa thôi là ba kích của tôi đến tuổi thu hoạch. Thì là nhà máy sẽ đến thu mua trực tiếp. Cây ba kích của gia đình anh Lĩnh áp dụng rất nhiều kỹ thuật. Thứ nhất là tìm tòi kiến thức ở trên mạng. Thêm nữa là kết hợp một số kiến thức từ khoa học công nghiệp như chọn giống, kỹ thuật trồng xen canh dưới cây sơn, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Bên cạnh đó, viện khoa học đến hỗ trợ rất nhiều về chất bảo quản tự nhiên để ngăn chặn vi khuẩn nấm mốc, ngăn chặn quá trình khô hóa và giảm thiểu sự mất mát chất lượng của cây ba kích. Cái đợt nhà em trồng ba kích vì là cái viện nghiên cứu ấy, người ta muốn là để hàm lượng đạt chất lượng tốt nhất ấy, thì là nhà em đã không dùng thuốc trừ cỏ, không dùng thuốc trừ sâu, toàn bộ là gia đình nhà em là làm cỏ bằng tay hết ạ. Đấy nên là sản lượng ba kích nhà em cũng đạt được tiêu chuẩn tối đa, với lại còn lại là thuốc trừ cũng có những cái cỏ, cũng có những cái nốm đốm nó bị sâu bệnh thì nhà em cũng xử lý bằng cách của sinh học thôi ạ. Thì là xã Ngọc Linh là chủ yếu là nông nghiệp, 80% bà con nhân dân sống về nghề nông nghiệp. Dưới gốc sơn thì các anh có trồng cái cây ba kích. Thế qua các cái đoàn đến thăm và làm việc ấy, kiểm tra thì cái hiệu quả kinh tế đối với cái cây ba kích thì là hiệu quả kinh tế rất là cao. Đấy, cho thu nhập thì chúng tôi cũng đang muốn phối hợp tuyên truyền và cũng muốn là tạo điều kiện và xin kinh phí của các cấp các ngành, cấp trên để tạo điều kiện phát triển thêm về cái mô hình này. Anh Lĩnh cũng như rất nhiều người trẻ lập nghiệp khác được chính quyền địa phương khuyến khích, hỗ trợ rất nhiều, cụ thể là về vấn đề vay vốn. Dù là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn có những khuyến khích, cơ chế hỗ trợ để cho những thanh niên trẻ về đây phát triển kinh tế. Từ mảnh đất hoang, sau 3 năm dày công vun sới và chăm sóc, không phụ sự kỳ vọng của hai vợ chồng, cây ba kích và công việc làm nông đã giúp cho gia đình anh Lĩnh và chị Thơm bước sang trang mới cuộc đời.